Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và kiềm giải mã chuẩn 24 bit và chạy mạch Class A output của một thương hiệu séc, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, mang mã model là séc CD3800. Con này máy được trang bị mặt phay nhôm màu bạc, máy đẹp xuất sắc, máy về zin nguyên bản 100%. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Máy rất đẹp. Đây này, nó báo luôn trên máy là mạch Class A output target này. Séc CD 3800. Giải mã chuẩn 24 bit. Con này nó chạy hai con IC PCM 1798. Thì máy về trong tình trạng là kèm có chiếc điều khiển zin đi theo máy về. Đấy, nắp nâng rất đẹp. Nó có xước tí chỗ này thôi, không có gì cả, rất đẹp nhé. Em sẽ quay cái đằng sau cho các bác xem này. Thì con này nó là điện 100, điện auto này. Từ điện nó từ 100 đến 240V. Đấy, con này nó dùng điện auto. Cho nên nhà bác nào mà không dùng điện 100 thì rất ok. Tần số điện 50-60Hz, 18W. Bác nhìn này. Đấy, từ 100 nó dùng dây nguồn rời này. Thì con này nó đây, séc CD 3008, số series của nó năm số cuối là 8062. Séc co.ltd.japan, hàng Japan nhé các bác nhé. Thì cổng cổng vào của nó thì gồm có 4 đường vào, một đường đồng trục này, đường quang này, đường USB máy tính này, một đường dắt 3 chân này, AES EBU này. Đường ra thì gồm có một đường 3 năng và AV ra. Đấy. Mà đường số ra cũng gồm có 3 đường quang, cốt và đường AES EBU, đường 3 chân. Đấy, thì bây giờ em sẽ bỏ cái nắp nâng này cho các bác xem luôn cái đột ga. Đấy. Máy móc về đột ga mới tinh luôn. Con này là sản xuất 2009, đến bây giờ là cũng 13 năm rồi. Đây, nguồn auto, hệ thống nguồn của nó đây. Đó. Nhiều bác lấy con này về độ lại cái nguồn chất âm nó còn hay nữa, nên là em bán máy em cứ để nguyên zin. Đây là hệ thống mạch giải mã này. Đấy. Đây là hệ thống mạch analog. Đây. Con IC PCM 1798 và hai con IC đây. Hai con này nữa, to đùng này. Đấy. Máy rất đẹp. Thì con này thì các cổng của nó vào thì nó hệ thống dùng cổng xoay nhá. Đấy. Xoay lên trên dùng CD. Đấy, em sẽ xoay về tôn linh để em test cái giải mã này. Máy báo chế độ low disk này. Đấy. Nhạc, em test nhạc từ TV này.
Đấy thì bây giờ em sẽ xoay cái núm này cổng input về phần CD. Thì em sẽ test đĩa CD cho bác, các bác xem. Con này mắt nó dễ thay thế nhá, và mắt con này rất khỏe. Thì em sẽ test đĩa phono này. Đĩa đều 30.000 một chiếc. Đấy, nhận rất nhanh nhá. Lấy bài hát đấy. Bây giờ em sẽ test đĩa CD lòng trắng này. Rồi đến thứ bảy
thì hai cái chức năng chính em đã test ok nhé. Thì con này em bán với mức giá công khai cho các bác là 10 triệu 700 nghìn. Tặng các bác một chiếc đĩa CD Phono, 30 chiếc đĩa CD Phono. Đấy, và tặng một sợi dây quang dài 1,5 mét và bảo hành cho các bác 3 tháng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 09667 23489. Đấy, xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và xin kính chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem hết cái video này.